thanh niên Trung Quốc lần đầu đến Việt Nam bị sốc, chỉ đem 3.000 tệ vì tưởng Việt Nam nghèo, ai ngờ tiêu không đủ. Yên tâm, cứ cầm 1.000 nhân dân tệ qua Việt Nam, bạn sẽ trở thành phú hào. Tôi nghe nói Việt Nam là một đất nước nghèo nàn và lạc hậu lắm. Loa Phường 4.0 xin chào các bạn. Đây là hai trong số những bình luận chủ quan của cộng đồng mạng những người Trung chưa ghé thăm Việt Nam bao giờ. Trong tiềm thức, người dân xứ Trung cứ nghĩ Việt Nam lạc hậu, thiếu thốn lắm, thua xa xứ Trung. Nhưng sự thật đã được phơi bày qua video được đăng tải trên Douyin của anh chàng blogger nổi tiếng. Anh chàng người Trung tự tin cầm 3.000 nhân dân tệ tương ứng hơn 10 triệu Việt Nam đồng định bụng tiêu phủ phê ở Việt Nam thì ngỡ ngàng phát hiện số tiền này không đủ tiêu. Vậy anh chàng đã có những cảm nghĩ như thế nào về Việt Nam trong chuyến du lịch vừa rồi? Netizen xứ Trung phản ứng như thế nào sau khi xem video? Mời các bạn đón xem video để biết rõ hơn nhé! Đây là anh chàng mà mình nói đến ở phần đầu video. Anh ấy tên là Lão Hoàng, một blogger nổi tiếng với kênh Douyin hơn 100.000 người theo dõi. Cụ thể trong video của mình, anh chàng này chia sẻ, nghe đồn mức sống ở Việt Nam rất thấp nên tôi tự tin cầm 3.000 nhân dân tệ du lịch khắp đất nước Việt Nam. Tuy nhiên, vừa đặt chân tới Việt Nam, anh đã méo mặt khi ăn một tô phở ở sân bay với giá 244.000 Việt Nam đồng, tương ứng với 73 nhân dân tệ. Lão Hoàng nhanh chóng quay xe. Đồ ăn Việt Nam quả thật rất đắt, chúng không giống như những gì mà tôi được biết ở Trung Quốc về một đất nước láng giềng nghèo nàn với chi phí mọi thứ rẻ mạt. Ngoài ra, anh còn mua phải thẻ cào điện thoại để sử dụng mạng ở Việt Nam với giá trị 280.000 Việt Nam đồng, tương ứng với gần 82 tệ. Vậy là vừa đặt chân xuống Việt Nam tầm 30 phút, anh ta đã phải ngậm ngùi mắc hầu bao hơn 150 tệ. Blogger người Trung liền vội vàng hối hận thừa nhận rằng, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi đã tiêu quá nhiều tiền. Đồng tiền Việt Nam làm tôi bối rối, Việt Nam thực sự không như chúng ta vẫn được truyền thông tuyên truyền. Trải nghiệm này giúp anh rút ra bài học quý giá về sự ngộ nhận trong suy nghĩ của người Trung về nước bạn láng giềng, không nên đánh giá thấp và khinh thường nước bạn. Những điều nhầm tưởng phổ biến của người Trung về Việt Nam như bị đánh tan khi chàng blogger đăng tải video này, người Trung Quốc đã sai quá sai khi đánh giá quá thấp nước bạn. Những trải nghiệm của chàng trai đã gây ấn tượng mạnh và nhận được sự quan tâm đông đảo từ cộng đồng mạng xứ Trung. Một số người đồng tình, tán thành rằng Việt Nam chúng ta bây giờ đã rất khác, giàu sang, thịnh vượng và đắt đỏ. Tuy nhiên, vẫn có một số anh hùng bàn phím tay nhanh hơn não, chưa ghé thăm Việt Nam bao giờ mà để lại những bình luận trái chiều, hại não. Vậy các thanh niên xứ Trung đã cảm nhận những gì về Việt Nam khi xem xong video trên thì mời bạn cùng xem những bình luận mà Ad đã thu thập sau đây nhé! Tôi cũng đã từng đến Nha Trang, Việt Nam vì một bữa ăn miễn phí chúng tôi đã tốn hàng trăm nghìn đồng cho dịch vụ ở đây. Bạn có tiêu hết 1 triệu mỗi ngày ở Việt Nam không? Ha ha ha, một bữa ăn có giá hàng trăm nghìn Việt Nam đồng. Cũng còn tùy địa điểm bạn ăn, đồ ở miền Nam nhìn chung rẻ hơn miền Bắc. Nhiều người Trung Quốc nói ở Việt Nam cái gì cũng rẻ vì họ nghĩ Việt Nam quá nghèo, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Quá đắt, sau khi tôi kiểm tra tỷ giá thì phát hiện một tô phở 240.000 tương đương với 72 nhân dân tệ. Xem xong video, tôi ngay lập tức cảm thấy rằng bạn thực sự giàu có khi du lịch nơi đắt đỏ như vậy. 240.000 đắt quá, bạn cảm thấy mùi vị tô phở như thế nào, có ngon không? Bữa ăn ở Việt Nam có giá 5 triệu đồng và ở Trung Quốc là 500 nhân dân tệ, thực sự quá khác biệt mà. Tôi đã từng dùng một bữa ăn ở Việt Nam có giá hàng chục triệu với những trải nghiệm khá tốt, nhưng phải công nhận chúng thực sự quá đắt đỏ. Ở Việt Nam rất nóng, ông chủ của chúng tôi mở một xưởng may lớn ở Việt Nam, lương của công nhân ở đó rất thấp. Đừng mua bất cứ thứ gì khi đến Việt Nam, người Việt luôn luôn tính giá cao cho người Trung Quốc dù chúng ta mua bất kể thứ gì đi chăng nữa. Lão Hoàng hãy chú ý đến sự an toàn khi ở nước ngoài, nghe nói Việt Nam rất hỗn loạn và an ninh không thực sự an toàn. Tôi đã xem nhiều bản tin về các vụ lừa đảo chặt chém ở Việt Nam, bạn cẩn thận với túi tiền của mình khi du lịch ở đây nhé! Bạn tới thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Thành phố ấy ngang Thượng Hải, Bắc Kinh nên mọi thứ thực sự không hề rẻ chút nào. Tại sao tôi nghe nói đồng lương Việt Nam rất rẻ mạt, nhưng sau khi coi video, tôi mới biết chi phí ăn uống lại quá lớn như vậy, người Việt Nam sẽ sống như thế nào nhỉ? Đi du lịch Việt Nam vài ngày bằng người Trung sống cả tháng rủng rỉnh, tại sao phải trả cái giá quá cao để đến Việt Nam nhỉ? Nó quá đắt, một tô phở cho bữa sáng có giá tận 73 nhân dân tệ, thật điên rồ. Đi Việt Nam một ngày phải tiêu cả tiền vạn đấy chứ chẳng đùa, tôi thà đi du lịch nội địa Trung còn hơn.
Sao tôi nghe nói Việt Nam rất nghèo đói mà, bát phở 73 nhân dân tệ làm sao người dân có thể ăn chúng chứ? Cứ nghĩ Việt Nam nghèo nàn nhưng sau khi xem video tôi phải quay xe gấp mới được. Bạn tôi đòi đi du lịch Việt Nam thay vì nội địa chung để tiết kiệm, tôi lặng lẽ gửi bạn video này. Đây chỉ là một số bình luận mà Ad thu thập được. Đọc những dòng bình luận như vậy, chúng ta cũng thấy rằng có nhiều ý kiến trái chiều về Việt Nam. Một số người ngỡ ngàng khi lần đầu biết giá bát phở tại sân bay Việt đắt đỏ như vậy và khẳng định mức sống ở Việt Nam thực sự rất xa hoa. Có người thì vẫn khăng khăng là nước ta rất nghèo nàn lạc hậu dù đã tận mắt thấy tai nghe. Thật ra từ trước đến nay, mức sống của người Việt Nam cũng là một vấn đề mà người Trung Quốc đặc biệt quan tâm và luôn là đề tài mà netizen Trung Quốc đem ra mổ xẻ. Tuy nhiên sau bao nhiêu lần quay vào ô bất lượt về những thông tin sai lệch thì cư dân mạng chung đã thỉnh được chân kinh, tìm đến được với những dòng thông tin chính thống được khai sáng về Việt Nam hoàn toàn khác lạ, đắt đỏ hơn họ vẫn nghĩ. Các con số thì không biết nói dối, các bạn Trung Quốc nghe và ngẫm nha. Tính chung, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, chi tiêu bình quân một lượt khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng nhẹ từ mức 1.141,5 USD năm 2017 lên 1.151,7 USD năm 2019. Thậm chí những mức chi trả cho một khách du lịch quốc tế tại Việt Nam tăng dần từng năm. Thống kê này còn chứng tỏ khách đến Việt Nam du lịch phải bỏ ra mức chi tiêu bình quân thuộc top nhiều nhất khu vực ASEAN. Do đó để mà nói Việt Nam nghèo nàn như những đồn thổi thất thiệt ở nước bạn thì hoàn toàn không chuẩn xác. Dân tộc chúng ta đã và đang phát triển vượt bậc trong khu vực, kéo theo đó đời sống nhân dân được no đủ, êm ấm hơn. Thậm chí giờ đây, đời sống của người dân không chỉ dừng lại ở đủ ăn, đủ mặc mà đã dần chuyển qua ăn ngon mặc đẹp. Thậm chí những bữa ăn đắt đỏ lên đến vài triệu, người Việt Nam cũng sẵn sàng chi trả đổi lại những trải nghiệm khi thưởng thức đồ ăn và không gian tại quán. Hơn nữa, việc thúc đẩy hoạt động du lịch, phát triển kinh tế ở Việt Nam giúp cho người dân Việt Nam nói riêng và du khách nước ngoài nói chung có thể tận hưởng những dịch vụ và trải nghiệm đẳng cấp bậc nhất. Mức sống ngày càng được cải thiện, chứng minh rõ rệt những nỗ lực không ngừng của nhà nước và nhân dân trong việc phát triển kinh tế đất nước. Không biết sau video này có bao nhiêu pháp sư Trung Hoa bị vả bùm bốp vào mặt mà bẻ bảng nhận ra sự thật về mức sống của Việt Nam đã khác xưa, không giống như trong trí tưởng tượng của họ. Không biết còn thanh niên Trung Quốc nào mơ mộng cầm 1.000 nhân dân tệ qua Việt Nam làm phú hào nữa không? Vì thực sự với số tiền ít ỏi ấy chỉ đúng dùng cho nửa tháng tiêu pha trên đất Việt mà thôi. Các bạn Trung Quốc nên dừng ảo tưởng về sức mạnh đồng tiền xứ Trung mà chèn ép những nước láng giềng đi nào. Còn các bạn có cảm nhận gì sau khi xem video này? Các bạn có cùng quan điểm với Ad về đất nước hình chữ S ngày càng phồn vinh không? Bình luận nào của cộng đồng mạng xứ Trung làm bạn ấn tượng nhất? Theo bạn nghĩ người nước ngoài phải cầm bao nhiêu tiền để đủ đi trải nghiệm Việt Nam? Hãy để lại bình luận của bạn ở dưới video này nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh Loa Phường 4.0 để ủng hộ Ad ra thêm nhiều video thú vị, bổ ích, cũng như cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.